Hoa mẫu đơn năm nay ế quá anh em ạ. Bây giờ ngồi đếm hoa này, cây thì đẹp long lanh ngấn lệ ra mà cũng chả thấy ma nào nó hỏi cả. Ô, ông anh à? Ôi, vườn Đi Mỹ đâu Hồng đây? đẹp thế nhỉ? Em vườn bên này em sang mà xem vườn năm nay đẹp thế này mà. Ngoài năm hàng này bán chạy lắm mà sao hàng mày đẹp thế này của bác mà vẫn thế này nhỉ? Ôi dồi ôi, mẫu đơn năm nay không hiểu sao khách hàng nó chạy đâu hết ấy. Cây Em thì nhớ cứ không nhầm cái hàng này của bác năm ngoái bán chạy lắm mà năm ôi, năm nay. ngoái nó còn chả kịp ra hoa, năm nay hoa nhiều thế này mà chưa thấy anh em nào đến 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 nhòm ngó cả. Thân thì rõ là đẹp, Chắc tán tình đẹp hình, này. chắc là tình hình kinh tế năm nay nó cũng khó khăn. Đấy, cây này làm tàn làm tán hàn dàn hết rồi mà cũng chưa thấy anh em nào đến ngó. Đẹp hết nước chấm luôn. Mà giá thì cũng năm nay còn rẻ hơn năm ngoái nhiều, năm ngoái còn không có cây mà bán. Đấy, anh em Bọn xem này thế kích thước nào. được bao nhiêu bác nhỉ? Loại này á, loại này thì toàn vanh 13 cho đến 15 này. À, thoát thân thì đợt vừa rồi lên chợ toàn chọn những cái cây mà thoát thân nó tầm 70, 60 đến 80. Đấy, chiều cao bóng tán thì đều thuần chậu, chậu toàn chậu 80 với chậu 70 thôi. Đây, chậu này là dòng chậu 70, 80, dòng chậu 80, Chậu cây đẹp. 80 cây đẹp long lanh. Hàng trên chậu này thì là toàn hàng tuyển đấy chứ. Tán riếc làm rất là kỹ, công thợ làm rất là nhiều. Có khi là phải nuôi thêm năm nữa thôi. Nhưng cái dòng này thì nuôi năm nữa thì bóng tàn nó lại càng đẹp hơn. Thế cái hàng này thì bác bán như nào? Bán thì nó tùy vào số lượng anh em mà thiện chí, mà nếu mà các anh em mà lấy nhiều ấy thì giá tốt lắm. Và Còn nếu mà anh em mà lấy số lượng lẻ thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Thì thằng em mà có khách khứa gì đẩy hộ ông anh thì cứ bảo anh, cứ số lượng như nào thì cứ nhắn cho anh một câu, anh sẽ báo giá chú cái giá tốt nhất cho các chú làm ăn. Đấy. vâng, Kể để cả em nhà xem có. vườn hay là khách lẻ mà khách khách chơi mà mua số lượng nhiều giá cực kỳ tốt. Em xem có khách thì em giới thiệu ủng hộ Đấy. bác nhá. Rồi ok, hôm nào rảnh rảnh lại qua vườn anh uống nước nhá. Ok anh, Ừ, hôm cảm nay ơn thằng có em. trà thơm thế này mà lại không có nước sôi ở đây nhá. Trà thì ở trong lều, tí nữa vào lều anh em mình ngồi chém gió, ở ngoài này thì toàn cây với hoa thôi, cũng không mang trà ra đây, bởi không tiếp khách ngoài này được. Rồi Đấy, thì ok anh anh. em mình vào trong lều uống nước nhá. Đi, anh em vào nêu đi. Ừ, rồi ok.